Pour aujourd'hui, vous allez apprendre le son E. Trong ngày hôm nay, các con sẽ học âm E. Âm E được viết chữ E có accent aigu, có nghĩa là chữ E thêm dấu sắc. Hay chữ E với R cũng đọc là E. Chữ E với chữ Z đọc là E. Chữ E với T đọc là E, nhưng tùy một số chữ nha các con. Trường học. Une école, l'école, une école, l'école, un éléphant, l'éléphant, un poulet, le poulet, le téléphone, un écureuil, l'écureuil, une télé, la télé. Une poupée, la poupée. Un vélo, le vélo. Et. Bốn chữ phía trên đó các con. Une école, l'école. Un éléphant, l'éléphant. Un poulet, le poulet. Un téléphone, le téléphone. Un écureuil, l'écureuil. Une télé, la télé. Une poupée, la poupée, un vélo, le vélo. Allez, vous allez relire. Các con tập đọc cho nhiều lần nha. Đọc lại và đọc nhiều lần. Lisez beaucoup de fois.